Chào tất cả các bạn, chúng ta cùng nhau giải bài tập bài cuối cùng của sách tiếng Hàn tổng hợp 1, bài số 15, Giao thông. Và chúng ta cùng xem bài số 1 của Huy Mịt Pio Hiền các bạn nhé. Từ vựng và cách biểu hiện, hãy xem các bức tranh dưới đây và viết bằng tiếng Hàn giống như mẫu. Chúng ta cùng xem hình đầu tiên là gì ạ? Xe buýt, bus. Hình thứ hai của chúng ta sẽ là xe con hoặc là xe riêng đấy ha. Chà thông chà. Chà thông chà. Hình tiếp theo đó là gì ạ? Xe taxi là gì ạ? Xe taxi là taxi. Hình tiếp theo ở đây là gì ạ? Tàu điện ngầm. Jihachol. Chú ý từ cha thông xà thì chữ cha đằng sau thì sẽ là chi ợt hơi. Jihachol thì chữ chol, chi ợt hơi. Tiếp theo là gì ạ? Hình này mình sẽ để tên nó là Kosok Bus, xe buýt cao tốc. Kosok Bus, xe buýt cao tốc. Bên cạnh là phe, tàu thuyền. Máy bay là Pihenki. Xe đạp là chà chân cơ. Rồi chúng ta sang bài số 2. Hãy điền từ có liên quan với nhóm từ cho sẵn. Điền từ có liên quan với nhóm từ cho sẵn. Chúng ta cùng xem là Seoul là gì ạ? Ga, Seoul. KTX, tàu lửa. Baeul Ho, xe Baeul Ho. Cái xe Baeul Ho này á, nó không phải là tên của phương tiện giao thông mà là nó tên của một tuyến đường nằm trên cái tuyến đường mà đi đến cái ga Busan các bạn ha. Đó là tên nhá, tên của một cái tuyến đường. Rồi, bây giờ chúng ta xem là Soryo KTX xe Baeul. Có nghĩa là gì ạ? Bạn mường tượng là gì ạ? Huỳnh Than Vô Tô là gì? Lối đi, cái vạch sang đường ha, vạch kẻ đường, vạch lối đi dành cho người đi bộ. Kicha là tàu lửa, tàu hỏa. Chúng ta có thử KTX cũng là tàu lửa, tàu hỏa nữa ha. Chúng ta xem tiếp, Khong Hang là sân bay. Jihachol, Jihachol là gì ạ? Tàu điện ngầm. Bus Terminal, xe buýt nội địa, nội thành. Rồi chúng ta cùng xem, ở đây thì mình nghĩ nó là Kicha. 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 Thực ra mấy cái phương tiện giao thông này bên Việt Nam mình không có, cho nên để ghi nhớ nó cũng khá là khó. Incheon, địa danh ha. Incheon là địa danh. Một cái thành phố của bên Hàn Quốc, Incheon. Pihenki là máy bay. Seungwon là tiếp viên hàng không á. Thì ở đây từ liên quan là gì? Sân bay Gomhang. Câu số 3, Vinsec màu trắng. Konnota đi băng qua. Sinhodun đèn tín hiệu. Thì ở đây nó liên quan đến từ Huintan Poto, cái lối đi dành cho người đi bộ. Và nó màu trắng ha. Thì nó thường đặt ở cái bảng ngã ba ngã tư hoặc là nơi có đường, có cái đèn đường giao thông ha. Huintan Poto.
Thiên thần là bậc thang xa hồ sơn, là cái tuyến số 4. Karathata là gì ạ? Karathata nghĩa là đổi xe, đổi xe. Karathata có nghĩa là đổi sang một cái phương tiện khác ha. Thì ở đây là gì? Có bậc thang thì chúng ta phải đi lên đi xuống. Thì thường là gì? Có liên quan đến tàu điện ngầm nhiều hơn ha. Chúng ta phải đi xuống dưới lòng đất thì mới gọi là tàu điện ngầm chứ ha. Chi ha chol. Chúng ta sang bài số 3, chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. Otoke có nghĩa là như thế nào? Olmana là bao nhiêu, bao lâu? Bao nhiêu lâu là đúng hơn ha? Onche khi nào? Quê, tại sao? Bua, cái gì? Ha? Manshi, odieso, wasseyo. Anh Mạnh, anh đến từ đâu vậy? Chonen, Việt Nam, eso, wasseyo. Tôi đến từ Việt Nam. Hanguke, wasseyo. Anh đã đến Hàn Quốc bằng cách nào hoặc như thế nào? Otoke, Hanguke, Otoke, wasseyo. Khoan, theo câu trả lời nè. 작년에 왔어요. Hỏi về trả lời là thời gian, tôi đã đến từ năm ngoái. Thế thì câu này chúng ta sẽ xét đến cái câu hỏi đó là anh đã đến Hàn Quốc từ khi nào? 언제, 언제, 한국에 언제 왔어요? Anh đã đến Hàn Quốc khi nào vậy? 작년에 왔어요. 작년, chúng ta phát âm là 작년. Tôi đã đến từ năm ngoái. Câu số 2, mô 한국에 왔어요. Đã đến Hàn Quốc cái gì đấy ha? 한국 회사에서 일하러 왔어요. Tôi đã đến để làm việc ở công ty Hàn Quốc ha. Thế thì đây là nói là lý do, mục đích ha. Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là quê, tại sao anh lại đến Hàn Quốc? 왜 한국에 왔어요? Tại sao anh lại đến Hàn Quốc? Tôi đã đến để mà làm việc tại công ty Hàn Quốc. 만시 집에서 회사까지 뭐뭐뭐 가요. Câu trả lời, chúng ta xem câu trả lời. 지하철로 가요. Tôi đi bằng tàu điện ngầm. Vậy là anh Mạnh là đi từ nhà đến công ty bằng cách nào? 어떻게. Otoke. 시간이 얼마나 걸려요? Mất bao nhiêu lâu? Mất bao nhiêu lâu? 얼마나? Tức là đi từ nhà đến công ty thì mất bao nhiêu lâu đó? 얼마나 걸려요? 35분쯤 걸려요. Mất khoảng 35 phút. Bài số 4. Những người dưới đây làm gì? Xem tranh và dùng từ cho sẵn để viết thành câu. Chúng ta xem câu mẫu này. Chúng ta có 수빈 씨는 số 1 ha. 신호등 옆에서 서 있어요. Chúng ta xem nào. 신호등 옆 서 있다. 수빈 đang đứng ở bên cạnh cái đèn giao thông. Câu số 2. Câu số 2 chúng ta có ai đây? Thực ra mấy cái anh chàng này mình cũng chẳng nhớ tên đâu ha. Subin, rồi bây giờ anh này là gì mình cũng không nhớ tên. Đặt đại một cái tên nào đó đi ha, để hoàn thành bài. Rồi người này đang làm gì ạ? Bus hay là đi lên cầu thang đây? Ở đây chúng ta xem các cái câu mẫu. Bus 정류장, bus 기다리다. Anh này đang làm gì ạ? Đợi xe buýt ở cái bến xe buýt hay là
Vinh tan phố tô khốn nô tả đi băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Taxi tha tả đi taxi bắt taxi. Chi ha chon yok ta ô tả là gì ạ? Đang có mặt ở ga tàu điện ngầm. Xin nhu từng câu này làm rồi. Yukio khốn nô tả là gì ạ? Đi băng qua cái cầu vượt. Thì xem câu số 2 này thì anh này đang làm gì ạ? Băng qua cầu vượt đúng hơn ha. Đây là cái cầu vượt. À không, cô này là cô số 5 đang là đi trên cầu vượt chứ. Anh số 2 đang đợi xe. Cũng không hẳn nha. Câu số 2, câu số 6. Câu số 6 là anh này đang ở Pursuit New Town thì đúng hơn. Và anh này làm gì ạ? Câu số 2 mình thấy nó không rõ lắm. Thôi câu nào nhầm lẫn quá thì bỏ qua. Đáp hồi làm sao? Câu số 3. Câu số 3. Cô này đang bắt taxi. À. Mình sẽ cho lại một cái tên ha. Chiwon đi. Chiwon si, Chiwon si nan. Chiwon si nan. Taxi rồi. Taco isoyo. Ta go isoyo. Rồi, câu số 4. Câu số 4, anh này đang băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Chi hun si, chi hun si nen. Hình đàn phố tô đứng. Còn nói Còn nói Bây giờ chúng ta xem câu số 5 thì rõ ràng là nhìn thấy là hơi cô này là đang băng qua cầu vượt. Anh này đợi sẽ làm gì ạ? Đợi xe buýt. Còn anh này thì đang có mặt ở ga tàu điện ngầm. Và mình sẽ hoàn thành câu số 2 là gì ạ? Anh này là Chiwon si, Chiwon si. Đặt đại tên đi nhá. Nam Shinan. Nam Shinan. Nam Shinan. Đợi xe buýt ở đâu? Pursuit Chongnyeo Chang. Để cho Pursuit Chongnyeo Chang. Ê sao? Chỗ này chúng ta đọc là chồng. Điều. À điều. Đọc nó là gì? Ni ẩn các bạn nhé. Điền. Điều. Chàng. Có sư chồng như chàng. Ê sao? Có sư rồi. Có sư rồi. Kitariyo, kitariyo. Câu số 5. Cô này là Landing, Ransinen. Ransinen. Làm gì ạ? Yukio를 Yukio를 건너요. Lan đang băng qua và kẻ đường. Và cuối cùng mình cho anh này là Phục đi ha. Phục xin anh. Đang có mặt ở ga tàu điện ngầm. Chi ha chol. Chi ha chol. E. Đào ta.
có mặt thôi, now while you, thì chúng ta chỉ dùng e là được rồi. Bài tiếp theo chúng ta cùng làm với ngữ pháp 에서 같이. Hãy sử dụng những từ đã cho và hoàn thành câu như mẫu. Chúng ta có câu mẫu 인천, 서울, 버스. 인천에서 서울 같이 버스를 타세요. Câu này nghĩa là hãy bắt xe buýt từ Incheon đến Seoul. Hoặc đơn giản dưới đám đoàn dịch là câu tường thuật thôi. Tôi bắt xe buýt từ Incheon đến Seoul. Rồi, Việt Nam에서 Việt Nam에서 한국까지 비행기를 탔어요. 비행기를 탔어요. Là gì nhỉ? Tôi đã đi bằng máy bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Câu số 2 chúng ta có Seoul, Seoul에서, Seoul에서, Seoul에서 부산까지, Busan까지 기차를 탔어요. Tôi đã đi tàu lửa từ Seoul cho đến Busan. 시청에서 잠실까지 잠실 tên địa danh 지하철을 탔어요. Tôi đi tàu điện ngầm từ tòa thị chính cho đến Chamsil. 집에서 학교 같이 학교 같이 버스를 탔어요. 버스를 từ nhà cho đến trường. 회사에서 식당 같이 làm sao nhỉ? 걷다 đi về ayo 걸어가요. 걸어가요. 이 bộ 걸어가다 이 bộ ha. Tôi đã đi bộ từ công ty cho đến quán ăn. Hoặc nếu như các bạn không quen với cách này, chúng ta có thể dùng là 걷고 가요. 걷고 가요 các bạn nhé, dùng lên từ cô á. Đi bộ từ công ty cho đến quán ăn để đến đây. Bài số 2, hãy chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. Chúng ta có các từ 으로부터 에서 같이 을을 với 10 câu, 10 câu ở phía dưới. Bây giờ chúng ta cùng xem từng câu. Số 1. 월요일, 금요일이랍니다. Tôi làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6. 월요일에서, 월요일에서,
Ezo là địa điểm, còn Buddha là thời gian. Buddha, Wari Buddha. Chúng ta có là gì? Buddha Kachi là từ cái lúc nào đến lúc nào, còn Ezo Kachi là từ đâu đến đâu các bạn nhé. Wari Buddha. Kumyoil Kachi. Irandita. 어젯밤에 택시를 탔습니까? Tối qua bạn đã đi taxi à? 택시를 탔습니까? 안녕하세요. 저는 미국에서 왔습니다. Xin chào, tôi đến từ nước Mỹ. Câu số 4. 학교에서 친구 집 버스 갔습니다. 학교에서 친구 집까지 버스를 타 갔습니다. xin lỗi, chỗ này bị sai đấy. 버스로 nhá. 버스로. Chúng ta có ưng 타다, nhưng mà chúng ta có 으로 타다. 버스로 đi bằng xe buýt. Ở đây chúng ta chú ý nha, giống lúc mình cũng bị nhầm lẫn, bình đến thì đi với tha tạ, còn euro đi với kha tạ hoặc là ô tạ. Chú ý chỗ này các bạn nha. Câu số 5. 시장은 우리 집 멀어요? À, câu ấy không có câu lên dạng ở cuối hả? Chị trang은 우리 집 멀어요. Chúng ta có 에서 멀다, 에서 멀다. Chợ thì gần nhà của chúng tôi nha. Chợ thì gần nhà tôi. 저는 비행기 비행기 탈수 없어요. 비행기를 tôi không thể đi máy bay. 12월 20일 gì đó. 2월 말까지 방학기예요. Từ ngày 20 tháng 12 cho đến cuối tháng 2 là kỳ nghỉ. 부터 부터 các bạn nha. 저녁 식사하러 유나 씨 집이야. 부로 오세요. 집으로. Chị hướng đến hả? Tôi đến nhà của Yuna để dùng bữa tối. Câu 9. 저희 집 병원 10분쯤 걸려요. Từ nhà chúng tôi đến bệnh viện mất khoảng 10 phút. 저희 집에서 병원 가지 10분쯤 걸려요. 회비는 만 원입니다. Hội phí thì là 10.000 won. 내일 저에게 주세요. 내일까지. Hãy nộp cho tôi đến hết ngày mai á. 내일까지 có nghĩa là đến hết ngày mai, đến hết giờ hành chính của ngày mai là các bạn phải lo nộp cái tiền hội phí ạ. Tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp 으로 가다. Đi đâu đó để làm gì? Thường kết hợp với lại động từ. Cấu trúc ngữ pháp này nè các bạn ha. Hãy điền vào bảng các động từ dưới đây và sử dụng cái cấu trúc động từ kết hợp với 으로 가다 này. Đi đâu để làm gì? Ví dụ như 자다, 자러 가다. Đi ngủ. Đi để ngủ là đi ngủ đấy. Câu 1. 보다. 보러 가다.
Câu 3, manara kata, đi để gặp. Đi gặp. Câu 4, masita, masiro kata. Đi để uống. Đi để làm mantra. Mantra. Cái động từ kết thúc bằng phụ âm điền, chúng ta đi với lại r luôn gọi nhé. Mantra khata. Salya, đi để sống. Khata. Palya khata, đi bán ha, hoặc là đi để bán. Khata. Inkura kata, đi để đọc. Câu 9, takta là quét dọn. Takura kata. Undonghara kata, đi để tập thể thao. Konbuhara kata, đi để học. Chapta là nắm bắt. Chapuro kata, đi để bắt à? Chắc chỉ còn nghĩa đó. Thupta. Thupta là gì? Bất quy tắc với piup thì như thế nào? Bỏ piup thêm u, nhưng mà riêng với lại thuộc tà thì chúng ta sẽ thêm u. To ora kata, chutta là nhặt, nhặt. Nếu như mà chutta là lạnh á thì nó là bất quy tắc, nhưng chutta này á, chụp tà là có nghĩa là nhặt, hoặc là lượng các bạn nhé. Chụp tà là nhặt hoặc là lượng, và các bạn lưu ý là nó vẫn là bất quy tắc với piup, nên chúng ta vẫn bỏ piup đi, thêm u. Chu uro kata, chu uro kata các bạn nhé. Đi để nhặt cái gì đó ha. Tật tà, thực tà lại bất quy tắc với tư cực, tư lơ. Tư lơ sao ạ? Kha tà, tư lơ kha tà, tư lơ kha tà các bạn nha. Đi để nghe. Các bạn có thấy câu số 15 nó kỳ kỳ không? Câu số 15, bình thường chúng ta sẽ nói nó là gì ạ? Tutta là tư rơ yô ha. Tutta tư rơ yô, mà ở đây mình để là tư lơ, thì là đúng hay sai? Nó phải là tư rơ rơ tha tả, đúng không? Bởi vì nó mất đi tư cực thêm riền và kết hợp với lại cái nguyên âm. Thì ở đây mình phải thêm từ ư và nữa, phải không? Tư rư rơ kha tà, tư rư rơ kha tà, tư rư rơ kha tà các bạn nha. Chúng ta sang bài số 2. Hãy chọn các động từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Mok tà là ăn, manna tà là gặp, ira tà là làm việc, undong ha tà là tập thể thao, puneta là gửi, sata là mua. Câu 1, không vấn đề quê kasseo, tại sao bạn lại đến công viên? Undonghara kasseo, tôi đến để tập thể thao. Haro kasseo. Câu số 2, minche shinen 어디에
hay cơ đấy ạ. Anh Nietzsche thì sao ạ? Sẽ đi đâu vậy? À, chân chỉ đấy thì luôn đi với lại bố nè ta. Bố nè đó đi gửi thư ha. Bố đê rô ừ. Ủa chê cụ kê khai cơ hề ạ. Tôi sẽ đến bưu điện để gửi thư. Câu số 3. Ở chê ở đê khá sơ ạ. Hôm qua bạn đã đi đâu vậy? Chính cụ rư à, cà phê khá sơ ạ. Chính cụ rư mặt nà rơ. Cà phê khá sơ ạ. Hôm qua tôi đã đi đến quán cà phê để gặp bạn. Câu số 4. 지금 어디 가요? Bây giờ bạn đi đâu vậy? 점심 가요. 점심 먹으러 가요. 먹으러 가요. Tôi đi ăn trưa. 같이 갈래요? Bạn đi cùng với tôi nhé. Câu 5. 한국에 왜 왔어요? Tại sao à, bạn lại đến Hàn Quốc? 왔어요. 일하러 왔어요. Tôi đến để làm việc. 일하러 왔어요. 지금 회사에 다녀요. Bây giờ tôi đang đi làm ở công ty. Câu số 6. 소영 씨, 지난 주말에 백화점에서 소영 씨를 봤어요? 소영 này, à, vào cuối tuần trước, à, bạn đã gặp, à, tôi đã thấy, 봤어요, lúc này, tôi đã thấy 소영 ở cửa hàng bách hóa đấy. 소영 này, cuối tuần trước, tôi đã nhìn thấy 소영 ở cửa hàng bách hóa đấy. 그래요? Vậy hả? 백화점에서 구두 gì ạ? 구두를 사러 갔어요. À, cuối tuần, à, lúc đấy thì bạn này đã đi đến cửa hàng bách hóa để mua giày. 구두를 사러 갔어요. À, tôi đã đi mua giày ở cửa hàng bách hóa. Sang bài đọc các bạn nhé. Hãy chọn câu thích hợp với các tình huống dưới đây. Câu số 1. 학교 같이 어떻게 와요? À, bạn đi học bằng cách nào? 버스로 와요. Tôi đi bằng xe buýt. Hay là 아홉 시까지 와요. Tôi đến à, cho đến lúc 9 giờ thì tôi đến đó ha. Đáp án là câu A. 집에서 학교 같이 멀지 않나요? Nhà tôi thì không xa trường học. 걸어서 뭐뭐뭐 15분 정도 khoảng 15 phút à. Đi bộ thì mất bao nhiêu lâu? 걸어서 몇 시간입니까? Đi bộ thì mất mấy tiếng? 얼마나 걸립니까? Câu này biểu hiện đúng hơn ha. 걸어서 얼마나 걸립니까? Đi bộ thì mất bao nhiêu lâu? 15분 정도 là mất khoảng 15 phút. 3번 백화점에 왜 가요? Sao bạn lại đến cửa hàng bách hóa? 쇼핑했어요. Đang hỏi ở hiện tại ha, ở đây là câu quá khứ rồi. Tôi đã đi mua sắm. 쇼핑하러 가요. À, tôi đi để mua sắm hoặc là tôi đi mua sắm. Câu số 4. 한국 대학교에 가고 싶어요. Tôi muốn đến trường đại học Hàn Quốc. 어떻게 가요? Phải đi như thế nào đây? 8번 버스를 타세요. Bạn hãy đi bắt xe buýt. Số 8. 택시를 탈 거예요. Tôi sẽ đi taxi. Câu A. 5. 왜 늦었어요? Sao bạn đến trễ vậy?
교통사고가났어요. Đưa cái câu 아요어요. 아어서요các bạn. 아어서요có nghĩa là vì sao đó, bởi vì xảy ra tai nạn giao thông. 길이안막혀서요. Bởi vì đường không có tắc. À, lý do đến trễ thì phải là câu A chứ ha. Chúng ta sang bài số 2. Hãy dùng từ, hãy dùng thông tin trong bảng thời gian tàu KTX, tức là tàu hỏa, tàu lửa đó, để trả lời các câu bên dưới. Rồi chúng ta có các ga là Seoul, không phải là ga nhỉ, mà là cái thành tên thành. Các bạn ơi, chúng ta chuyển sang phần ngôn tập ngữ pháp các bạn nhé. Và ngữ pháp euro này nó có nghĩa là gì? Nó đứng sau danh từ và biểu hiện có rất là nhiều ý nghĩa nha. Một là biểu hiện cái phương tiện, cách thức hoặc là cái phương pháp để mà thực hiện một cái hành động gì, hoặc là nó dùng để đứng sau một cái nơi trốn và thường kết hợp với động từ ka ta o ta để chỉ ra đó là danh từ đứng trước nó là cái hướng đi ha. Hướng đi hoặc cái hướng mà chúng ta sẽ đi đến vậy đó ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem. Câu số 1, bờ sư điền euro hay là rô đây? Nếu như mà danh từ đó kết thúc bằng nguyên âm hoặc là phụ âm riền thì chúng ta đi về rô. Còn nếu như danh từ đó kết thúc bằng phụ âm ngoài rô riền ra thì chúng ta đi với euro các bạn nhé. Bờ sư kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta đi với rô luôn ha. Bờ sư rô khẩm nhì đà. Bờ sư rô khẩm nhì đà. Câu 1, bờ sư rô khẩm nhì đà. Cái chữ euro này sao nó kỳ kỳ nhỉ? Bus로 갑니다. Tôi đi bằng xe buýt. Tôi đi bằng xe buýt. 기차로 왔습니다. 기차로 왔습니다. Tôi đã đến đây bằng tàu lửa. 오른쪽 có phụ âm, chúng ta sẽ đi với là 으로 hơn. 오른쪽으로 가세요. Bạn hãy đi về phía tay phải. 배로 갔습니다. Tôi đã đi bằng thuyền, tàu thuyền ấy. 3호선으로 옵니다. 3호선으로 옵니다. Tôi đến bằng cái xe mà tuyến số 3 ấy, ha. Xe hoặc tàu tuyến số 3. 연필로 연필로 씁니다. Tôi viết bằng bút chì. 지하철로 kết thúc bằng riền ha. 탈 겁니다. Tôi sẽ đến đó bằng cái gì ạ? Tàu điện ngầm. 교실에서 한국말로 한국, nhớ là ở đây là không đọc là cúc mà là cung nhé. 한국말로 이야기합니다. Ở trong phòng học là mọi người nói chuyện bằng tiếng Hàn Quốc. 버스 터미널로 가세요. Chúng ta đi bằng xe buýt gì ạ? Bus terminal. Xe buýt nội tuyến à? Xe buýt nội thành à? Bus terminal là xe buýt nội thành. Yuransun là gì ạ? Tàu mà gọi là gì? Du thuyền. Yuransun으로 올 거예요. 으로 올 거예요. Tôi sẽ đến bằng du thuyền. Bài số 2, xem thông tin sau đây và hoàn thành đoạn văn. Hôm nay có vẻ tình hình giao thông ở bên ngoài có vẻ phức tạp, nó bóng còi suốt. 시청 là tòa thị chính, 서울역 là gì ạ? 서울역 là ga Seoul. Từ tòa thị chính đến Seoul thì ga Seoul chúng ta đi bằng 지하철, 1호선, đi bằng tàu điện ngầm tuyến số 1. Rồi từ ga Seoul đến Busan chúng ta đi bằng KTX, đó là tàu lửa ha. Và từ Busan đến Jeju-do, đảo Jeju, chúng ta đi bằng
tàu hoặc là thuyền đấy ha. Rồi chúng ta cùng hoàn thành đoạn này. 저는 한국에 여행하러 왔습니다. Chúng ta có ngữ pháp gì ạ? Động từ cộng với lại ư đó, kha tả hoặc là ô tả. Đi đâu? Đi đến đâu để làm gì? Đi hoặc đến đâu để làm gì hơn? Kha tả là đi, ô tả là đến ha. Tôi đến Hàn Quốc để đi du lịch. Đấy, 한국 친구들과 같이 제주도에 갈 겁니다. Ngày mai tôi sẽ đi đến đảo Jeju cùng với các bạn Hàn Quốc. 아침 일찍 친구들을 만나러 서울역. Làm sao các bạn? Chúng ta có đi đến đâu này bằng cái gì để mà đến ga Seoul để mà gặp gỡ các bạn vào sáng sớm. Thì Seoul역 bằng cái gì ạ? Bằng 지하철 1호선으로 지하철 1호선으로 갈 겁니다. 바 buổi sáng sớm thì tôi đã đi bằng cái tàu điện ngầm tuyến xe số 1 đến ga. Ở đây chúng ta phải nói là gì nhỉ? E nhá. Chúng ta phải có E rồi mới đến khăn không thì đà rồi chứ không? Đến đâu? Bằng cái gì để gặp bạn ha? Và chúng ta có ngữ pháp gì ạ? Danh từ cộng với lại E kata. Mà ở đây chúng ta đang thiếu cái từ E này này ha. Đó. 저는 시청 근처 호텔에 있습니다. Sao thì gọi nhỉ? Tôi thì tôi ở đâu? Tôi ở khách sạn gần tòa thị chính. 여기서 서울역 같이 làm sao ạ? Bo 갑니다. Từ đó, từ cái chỗ khách sạn gần tòa thị chính đó. Ủa, vậy là chỗ này mình bị nhầm lối ha? Chỗ này mình bị nhầm lối sao ấy? Seoul역. Chỗ này. Đúng rồi, mình bị nhầm nè. Từ tòa thị chính này đến Seoul thì bắt đầu mới đi bằng tiếng xe buýt số 1. Chúng ta chỉ điền mỗi từ E thôi, xin lỗi nhé. Điền mỗi một từ E vào đó thôi. Đi đến đâu? Seoul역에 갈 겁니다. Được chưa ạ? Đi đến ga Seoul để gặp gỡ các bạn. Rồi, tôi ở cái khách sạn gần tòa thị chính. Và từ đó ha, từ cái khách sạn này nè ha, ở tòa thị chính này đến ga Seoul thì bằng cái gì ạ? 지하철 1호선. 지하철 1호선 으로 갑니다. Từ đó thì tôi đã đi đến ga Seoul bằng tàu điện ngầm tuyến số 1. Seoul역에서 Busan 가시는. Từ cái ga Seoul này đến Busan thì làm sao ạ? Đi bằng cái gì? 기차로 hoặc là KTX로. KTX로. Bởi vì nếu mà mình đọc á thì nó là X có phụ âm kiosk ha. Còn nếu mình viết cái này không, mình viết rô vẫn đúng nhá. Viết rô vẫn đúng ha. Nhưng mà nếu đọc thì chúng ta nên để euro đi. KTX로 갑니다. Từ ga Seoul tôi đã đi đến Busan bằng tàu lửa. Rồi KTX. Ở đây KTX 탈 겁니다.
Tôi sẽ làm gì ạ? Chúng ta có ơn rin tha tạ. Danh từ cộng với ơn rin tha tạ. Ơn rin tha tạ. Giờ đây mình sẽ để là KTX. Nếu mà từ X này để mình phiên âm ra cho đúng này. X. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ chữ ư này đi nhá. X. KTX rô ở đây. Rô thôi các bạn nhé. X. KTX rô. Thân không nhỉ ta. À, tôi sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Tôi sẽ bắt tàu điện ngầm để đi đúng không? 그리고 부산에서 từ Busan에 제주도까지 갈 겁니다. Đến Jeju-do. Tôi sẽ đến từ Busan đi đến Jeju-do bằng cái gì đó? 배로. 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 Bằng tàu thuyền nhá. 재미있을 겁니다. Sẽ thú vị lắm. Jeju Busan. Rồi có thời gian đến nơi. Có thời gian đến nơi. Rồi sao ạ? Thời gian xuất phát và thời gian đến nơi. Từ ga Seoul xuất phát vào khoảng thời gian này thì đến cái ga tiếp theo, đến thành phố tiếp theo là sẽ cái khoảng thời gian nào. Rồi tiền phí. Phí là bao nhiêu? Rồi chúng ta cùng xem các câu như thế nào. 서울에서 오천에 기차를 탑니다. Tôi đã đi tàu lửa từ Seoul vào buổi sáng. 대천에 10분에 도착합니다. Tôi đã đến ga Daejeon. Tôi đã đến Daejeon vào lúc mấy giờ mấy phút ạ? Từ Seoul buổi sáng thì đây. Từ 10 giờ 50 phút cho đến Daejeon là 11 giờ 46 phút. Ở đây nó không bắt ghi cái số đếm thuần hẳn 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 thì mình cũng có để là số đếm bài đương chân nha. Đến Daejeon thì là 11 giờ 46 phút. 11시 46분에 도착합니다. 대전에서 동대구까지 làm sao nhỉ? Mất bao nhiêu phút ạ? 11 giờ 46 phút cho đến 12 giờ 36 phút là 1 tiếng bao nhiêu ạ? Không tới 1 tiếng nha. 11 giờ 46 phút và 12 giờ 36 phút nếu là 1 tiếng trừ đi 1 phút là 50 phút. Hết 50 phút. 50분 걸립니다. 50분 50분 걸립니다. Từ Daejeon cho đến Dongdaegu là mất khoảng 50 phút các bạn ơi. Rồi câu số 3. 서울역에서 표를 샀습니다. Tôi đã mua vé ở ga Seoul. 43,000 won이었습니다. Đó là 34,000 won. 34,000 won ở đây ha. 도착지가 어디입니까? Vậy thì cái điểm đến sẽ là ở đâu vậy? 도착지, điểm đến ha. Bây giờ chúng ta có nơi xuất phát là Seoul và số tiền là 34,000 thì điểm đến sẽ là 동대구입니다. Xin lỗi các bạn, mình vừa có điện thoại ấy. Rồi chúng ta tiếp tục các bạn nha. Rồi, vậy là gì? Chúng ta sẽ trả lời là 도착지가 동대구입니다. Dongdaegu입니다. Câu số 4. Seoul에서 부산까지 얼마입니까? Từ Seoul cho đến Busan thì mất khoảng bao nhiêu lâu? Bây giờ chúng ta lại phải trừ. Ví dụ như là cái
khoảng đầu tiên đi. 10:50 cho đến 10:30. À, 13:30. Bây giờ mình xem nào. 10:50 xuất phát mà đến đây là 13:30 thì mình sẽ tính như này. 10:50 đến 11:50 là 1 tiếng. 11:50 đến 12:50 là 2 tiếng. 12:50 đến 13:50 là 3 tiếng. 3 tiếng. Nhưng mà tới đây là chỉ có 13:30 thôi. Từ 50 trừ đi 20 thì là mất đi 20 phút ha. 3 giờ trừ đi 20 phút thì chúng ta còn 2:40 các bạn nhé, 2:40. Vậy thì chúng ta sẽ ghi lại là giờ u đế gió thú săn khá chỉ thú sĩ xa xịt vấn khó liêm nhị ta. Mình ghi là họ ghi cụ thể là phun luôn, các bạn cũng có thể thêm từ chân, các bạn cũng có thể thêm từ chân ở đấy, nhưng mà thường là các phương tiện giao thông ở bên Hàn Quốc rất là đúng giờ nhá, rất là đúng giờ, cho nên là mình có thể là thêm từ chân này vào cũng được mà không thêm cũng được. Bài số 3, hãy đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi. Theo mình thì vẫn cứ làm đọc xem câu hỏi trước rồi đọc bài. Câu 1. 현우 씨는 중국에 일하러 갔다 왔습니다. 갔다 왔다 là đi đi lại lại các bạn ha. Anh 현우 là đi đi lại lại để mà làm việc ở Trung Quốc, tức là đi xong rồi về nước các kiểu ha. Cô đi về đấy. Rồi 네 hay là nhiều. 한국에서 중국까지 버스와 비행기로 갔습니다. cái người này, cái anh này, Hindu thì làm sao ạ? Kiểu như là đi bằng xe buýt và máy bay từ Hàn Quốc cho đến Trung Quốc. 네 hay 아니요? 현우 씨는 중국에서 여행도 해서 재미있었지만 힘들었습니다. Anh Hindu thì sao ạ? 여행도 해서 지만 đến đây ha. Anh Hyunwoo thì vì là đi du lịch ở Hàn Quốc luôn, ở Trung Quốc luôn, cho nên là sao ạ? Đã rất là thấy vui, thấy thú vị ha, nhưng mà rất là mệt mỏi. Ý là vừa đi công tác vừa đi du lịch ha. Đúng hay là sai ha? 서울에서 중국까지 시간이 모두 얼마나 걸렸습니까? Từ Seoul cho đến Trung Quốc thì mất tất cả là khoảng bao nhiêu thời gian? Bây giờ chúng ta cùng đọc bài nhé. 현우 씨, Văn hỏi anh 현우. 현우 현우 씨 중국에 잘 다녀왔어요? Anh 현우 này, anh đã đi và trở về từ Trung Quốc bình an cả chứ, thuận lợi cả chứ ha. Trung Quốc kia chán thật nhau. 왔어요. 네, 정말 힘들었어요. Vâng, thật sự rất là mệt mỏi. 중국 반동 같이 배로 8 시간 정도 걸렸어요. Tôi mất khoảng 18 giờ đi bằng tàu để đến được Tân Đông của Trung Quốc. Ô hù, yên yên tân sĩ can, yên yên tân sĩ can. Xin lỗi chỗ này, mãi mình đọc thì mình không nhớ. Yên yên tân sĩ can, chỗ này là yên yên tân sĩ can nhiều. Ôi trời, 18 giờ luôn hả? Rồi, thứ nhất là 18 tiếng này ha, 18 tiếng. 서울에서 인천까지 버스로 45분 걸렸어요. Từ Seoul cho đến Incheon
mất khoảng 45 phút đi xe buýt. Kuriko, Koki Eso, Han Sikan Chung, Kitariko, Pero, Kara, Hasoyo. Và rồi từ đó tôi lại đợi khoảng 1 tiếng và chuyển sang đi tàu. Rồi mấy bài này chắc không dám đọc lơ là luôn nhỉ. 중국까지 배로 가서 힘들었겠어요. 힘들었겠어요. 겠어요 mà kết hợp với tính từ ha thì nó mang nghĩa phỏng đoán ha. Chắc là phải ha. 중국까지 배로 가서 힘들었겠어요. Chắc là anh đi bằng tàu đến Trung Quốc thì sẽ mệt mỏi lắm, vất vả lắm. 네, 그리고 중국에 도착하고 도착하고 chỗ này đọc nối nha. 기억 kết hợp với 기억하고 바로 이런 시작했어요. Vâng, và tôi vừa đến Trung Quốc thì tôi bắt đầu làm việc ngay. 이틀 동안 trong khoảng 2 ngày ha. 이틀 동안 일만 하고 여행을 하지 못했어요. Trong 2 ngày chỉ có làm việc thôi, không thể đi du lịch được ha. 그래요? Vậy à. 다음에는 여행하러 중국에 다시 가고 싶어요. Lần tới tôi lại muốn đến Trung Quốc để đi du lịch. Rồi chúng ta xem nào. 현우 씨는 중국에 일하러 갔다 왔습니다. Anh này đến Trung Quốc rồi trở về để đi làm việc. Vậy là đúng hay sai? Đúng ha. Đi rồi trở về, đến làm việc xong rồi trở về đó. 다녀오다 hoặc 갔다 왔다 như nhau, đi rồi trở về. Câu số 2, 한국에서 중국까지 버스로 버스와 비행기로 갔습니다. Sai. Anh này đi bằng gì ạ? Tàu. Tàu. Và xe buýt là chủ yếu. Chứ không có đi máy bay. 연우 씨는 중국에서 여행도 해서 재미있었지만 힘들었습니다. Anh này là gì? Vừa đi làm, vừa đi du lịch nữa. Rất là vui nhưng mà mệt. Làm gì có thời gian để mà đi du lịch ha? 서울에서 중국까지 시간이 모두 얼마나 걸렸습니까? Câu này chúng ta phải lại làm toán nữa rồi ha. Từ Seoul cho đến Trung Quốc mất tất cả bao nhiêu thời gian? Rồi chúng ta cùng xem nào. Từ Seoul cho đến Trung Quốc. Câu này đánh đố dễ sợ. Đi đến Trung Quốc là mất khoảng 18 tiếng bằng tàu. Mất khoảng 18 tiếng bằng tàu ha. Rồi ở đây chúng ta có là gì? Từ ga Seoul cho đến Incheon là mất khoảng 1 tiếng. Thế cái này là ở Hàn Quốc rồi ha. Ở Hàn Quốc rồi. Rồi đợi. Đợi 1 tiếng. Rồi sao nhỉ? Đợi ở đó 1 tiếng rồi mới chuyển sang đi tàu. Như vậy là gì? Đi tàu thì mất 18 tiếng. Đi tàu thì mất 18 tiếng. Vậy là trước khi lên tàu thì phải chờ tàu ha. Chờ tàu. Và trước khi chờ tàu thì phải xuất phát từ nhà cho đến cái chỗ mà chờ tàu. Như vậy là tất cả những thời gian này mất 18 tiếng đi xe, mất 45 phút để đi từ Seoul cho đến cái Incheon đấy. Xong rồi lại mất thêm 1 tiếng chờ đợi. Như vậy là 18 giờ. Xong rồi 1 tiếng chờ đó là 19 giờ. 19 giờ 45 phút tất cả ha. 19 giờ 45 phút tất cả. Tại vì sao ạ? Từ Seoul cho đến Trung Quốc cơ mà. Câu hỏi của nó là từ Seoul cho đến Trung Quốc. Ở đây rõ ràng các bạn xem lại này. Từ Seoul cho đến Incheon là đi bằng xe buýt mất 45 phút. Xong rồi ngồi chờ. Chờ rồi mới chuyển sang từ xe buýt sang tàu ha. Mà đi tàu thêm 18 tiếng. Giống kiểu nó đánh đố mình nhờ. Từ đoạn, từ cái xém nữa là nếu mà bạn nào mà không để ý là để luôn 18 tiếng đấy ha, chúng ta sẽ để ghi là Seoul, Seoul에서 중국까지 열 아홉 시간
19시 45분 là 40분. 45분. 45분 걸립니다. 걸렸습니다. Nói thật là mình chỉ nghe cái khoảng thời gian đi thôi là mình đã thấy mệt lắm rồi. Chứ đừng nói là nếu mình mà đi trong khoảng thời gian như thế. Chúng ta sang bài số 4 luôn các bạn nhé. Bài số 4 đoạn văn này khá là nhiều chữ. Khá là nhiều chữ. Rồi, chúng ta xem sơ các câu hỏi nhé. 당신은 어떻게 학교에 갑니까? 난 đi học bằng cách nào? Đi taxi, 지하철 hay là 버스? Câu số 2. 학교 가지 시간이 얼마나 걸립니까? Đến trường thì mất khoảng bao nhiêu phút này? 15, 20, 25. 왜 시장에 갔습니까? Sao mà bạn ấy lại đi chợ ha? 당신은 왜 시골 안 합니다? Bạn Lan thì không có ăn ở bên ngoài nha. Đúng hay sai? 오늘 학교에서 한국어를 배우고 시장에 갔습니다. Hôm nay bạn ấy học tiếng Hàn Quốc ở trường, xong rồi bạn ấy đã đi chợ. Đúng hay sai? 오늘 저녁에 무엇을 먹을 겁니까? Buổi tối nay thì bạn ấy sẽ ăn cái gì? Rồi chúng ta cùng xem. 당신은 남편과 같이 한남동에서 삽니다. Lan, bạn Lan thì sao? Sống ở Hanamdong cùng với chồng. 남편은 한국 회사에 다닙니다. Chồng của bạn ấy thì đi làm ở công ty. 당신은 매일 한국어를 배우러 지하철로 학교에 갑니다. Lan, đi đến trường bằng tàu điện ngầm để học tiếng Hàn mỗi ngày. Vậy thì chúng ta xem nào. Bạn Lan đến trường bằng cách nào? 지하철. 지하철. 집에서 학교 같이 25분쯤 걸립니다. Từ nhà cho đến trường mất khoảng 25 phút. 25 phút các bạn ha. Rồi. Vậy là mất khoảng bao nhiêu thời gian cho đến trường? Là mất khoảng 25 phút. 학교에서 오후 1시까지 공부합니다. Lan thì học ở trường, học ở trường cho đến 1 giờ chiều. 공부하고 집으로 갑니다. Học xong thì bạn ấy về nhà. 보통 집에서 점심 식사를 하고 숙제를 합니다. Thông thường thì bạn ấy ăn trưa ở nhà và làm bài tập. Ăn trưa xong rồi làm bài tập. 오늘은 토요일입니다. Hôm nay là thứ bảy. 한국어 수업이 없습니다. Không có giờ học tiếng Hàn. 그래서 집 근처 시장에 신제품을 사러 갔습니다. Chúng ta đọc từ này là 신제품. Vì vậy cho nên bạn ấy đã đi để mua thực phẩm ở chợ gần nhà. Như vậy là câu số 3 chúng ta có thể giải quyết được luôn này. Tại sao bạn ấy lại đi chợ ha? Tại sao bạn ấy lại đi chợ? Chúng ta sẽ giải thích là hôm nay là thứ bảy và không có giờ học tiếng Hàn ha. 오늘을 토요일이고 ngày thứ bảy và 한국어 수업이 수업이 없어서 시장에 갔습니다.
Hôm nay là thứ bảy và không có, vì không có giờ học tiếng Hàn nên bạn ấy đã đi chợ. À, rồi chúng ta cùng xem nào. Chúng ta nhớ là 식료품, 식료품 các bạn nha. 시장까지 걸어서 15분쯤 걸립니다. À, đi bộ thì mất khoảng 15 phút đến chợ. 시장에서 고기와 여러 가지 채소를 샀습니다. À, bạn Lan đã mua rất là nhiều rau và thịt ở chợ. À. 란 씨와 남편은 한국 요리를 좋아합니다. Bạn Lan và chồng thì rất là thích nấu các món ăn Hàn Quốc. À. Thích các món ăn Hàn Quốc. 그래서 한국 음식을 먹으러 식당에 가끔 갑니다. Vì vậy cho nên là thỉnh thoảng họ đến nhà hàng để ăn các món Hàn Quốc. À. Rồi như vậy là ở đây chúng ta xem nào. 란 씨는 외식을 안 합니다. Bạn Lan không có đi ra ngoài ăn ở ngoài ha. Thực ra là có ha. Thực ra là có đi ăn ngoài chứ, nhưng mà 가끔 nè. 가끔 thì các bạn nghĩ là bạn ấy có hay là không đi ăn ngoài? Vẫn là gì? 식당에 가끔 갑니다. Thỉnh thoảng đi ăn ngoài. 그렇지만 보통 집에서 식사합니다. Câu này là câu quyết định ha. Nhưng mà thông thường thì họ dùng bữa ở nhà. Dùng bữa ở nhà ha. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Thực ra câu số 4 này á, mình cũng không nghĩ là cái câu audio này là hoàn toàn sai ha, hay là đúng. Tại vì nó có yếu tố là gì? Thỉnh thoảng thì vẫn đi ra ngoài ăn ha. Thỉnh thoảng thì vẫn đi ra ngoài ăn. Cho nên là theo như mình thấy thì 그렇지만 보통 집에서 식사합니다. Mình thì chốt ở câu này nhiều hơn. Nhưng mà thông thường thì họ ăn ở nhà. Dùng bữa ở nhà, thế thì mình chọn câu A đấy. Rồi, 오늘 학교에서 한국어를 배우고 시장에 갔습니다. Hôm nay thì bạn Lan học tiếng Hàn ở trường xong rồi bắt đầu đi chợ là sai đúng không? Hôm nay thứ bảy và không có giờ học tiếng Hàn. Rồi. 오늘 저녁에 무엇을 먹을 겁니까? Hôm nay thì hai người bọn họ sẽ ăn món gì vào buổi tối? Chúng ta đọc tiếp hai câu cuối. 란 씨는 한국 요리를 조금 할 수 있습니다. Bạn Lan có thể nấu được một chút món ăn Hàn Quốc. 오늘 저녁에 불고기를 만들 겁니다. À, hôm nay thì bạn ấy sẽ làm cái món 불고기 cho buổi tối. Và buổi tối, 맛있을 겁니다. Sẽ ngon lắm đây. Vậy là câu cuối chúng ta sẽ nói là 오늘 저녁. Chonyoke 불고기를 먹을 겁니다. 혼 nay thì bọn họ sẽ ăn món 불고기. Như vậy là mình đã kết thúc xong được 15 bài bài tập của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt một series bài tập 15 bài, cũng khá là dài ha. Và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng mình trong các bài tiếp theo. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, like, share video, ủng hộ mình và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.